cậu giỏi thế. Cũng bình thường thôi. 100. Dạy tớ làm vố ấy. Nhá. Dạy tớ làm vố đi mà. Có chắc không? Chắc, 100%. Để cậu thích Queen, tớ sẽ dạy cậu. Thank you 100. Đi pha cà phê đi. Ok. Cậu biết Queen á? Ừ. Bảo sao lúc mới gặp tớ quý cậu ngay. Này, ở Việt Nam ấy, tớ hâm mộ Queen nhất đấy. Mà chả sao sao bộ Long Thần ấy ông đi đâu mất. Tớ cứ buồn mãi. Tớ nghĩ anh ấy mất tích để quay trở lại lợi hại gấp trăm lần. Mà trong bộ Long Thần, cậu thích ai nhất? Đương nhiên là Long Đại Ca rồi. Trời ơi, ngầu đét. Đúng rồi đấy, đã là thần rồi lại còn sầu. Đã thế là còn biết nhiều ngôn ngữ nữa chứ. Ê, ê, được rồi. Tớ sẽ dạy cậu nhá. Này, đây, nguyên liệu mình có đây. Vẽ lá đấy à? Thì bình thường tớ vẽ ở giấy nó dễ hơn. Ai biết là vẽ ở đây nó khó này đâu. Anh ơi. Ơi em. Bộ nhóm máu ô này thiếu tập 7, tập 8 á. Thế à? Ừ, đợi anh tìm nha. Tớ với cậu đoán xem nhá. Thật hình gì? Đoán cái gì, tớ làm lại khác. Bách, Bách. Dạ. Bộ nhóm MAU này đi đâu mất mấy cuốn rồi? Để em tìm lại ạ. Cái này nhóc làm đấy à? Vâng ạ. Họ nhà Tùm. Ơ, tại em mới làm lần đầu mà. Sao sếp nhà mình lại nhìn ra con tôm được nhỉ? Thế cậu không biết các cụ ở câu họ nhà tôm đội kết lên đầu à? 100, cậu muốn chết à? Ê, tớ phải ra tìm chuyện cho anh Phong. Cái này của ai đây? Ồ, của em ạ. À, lúc nãy vội quá em để tạm đấy thôi ạ. Xin cho em xin lại với ạ. Rảnh thì học thằng Bách cách pha cà phê đi. Vẽ vời rồi để lung ta lung tung. Em xin ạ. Con rán anh ơi, con rán. Nhà phun thuốc lấy đâu ra rán? Có con rán ở trong đấy đấy ạ. Có con rán trong đấy mà anh. Rán đâu? Con rán đâu? Xong rồi. Thanh niên hai. Có con rán sợ. Nhặt chết. Sếp, sếp đừng nói với em là sếp cũng sợ con rán nhá. Hấp à? Chúng bắt nhá. Thôi, sao đấy? Vân, cô làm gì đấy? Đây thế nhở, đuổi nó đi thôi. Mày chết! Nghịch vừa thôi, vứt nó đi. Sếp. Nghịch thế nhở, vứt đi. Sếp. Vứt ra ngoài kia bẩn lắm. Em bắt được rồi à sếp. Thì vứt nó đi. Sếp bảo sếp không sợ cơ mà. Vứt đi. Vứt ra ngoài kia. Vứt đi.